Xin chào các bạn, hôm nay mình muốn chia sẻ một cái chiếc thẻ tín dụng mà mình đã dùng cách đây 2-3 năm rồi. Và đến bây giờ thì mình vẫn thích dùng cái chiếc thẻ này. Bởi vì sao? Bởi vì có rất nhiều các cái chức năng mà đối với mình rất là linh hoạt trong việc sử dụng dòng tiền. Cụ thể hôm nay mình muốn chia sẻ về một cái chức năng mà khá là hay đối với cái chiếc thẻ tín dụng này. Cái thẻ tín dụng mà mình đang sử dụng là thẻ MB Platinum, và chiếc thẻ này sẽ được bạn thực hiện theo dõi và quản lý hoàn toàn trên app của ngân hàng quân đội MB Bank. Thế thì các cái giao dịch của bạn sẽ được quản lý đầy đủ trên đó, và cái chức năng mà mình thấy thực sự là hữu ích, và hiện tại thì chưa có một ngân hàng nào có một cái chức năng như thế này, đó chính là bạn sẽ rút tiền được từ thẻ tín dụng này, và thông qua cái icon đó là vay nhanh từ thẻ tín dụng trên app đó. Thì vay siêu nhanh từ thẻ tín dụng sẽ giúp cho bạn có được cái tiền mà bạn sẽ cần khi mà có những cái vấn đề gấp trong cuộc sống. Bản chất của cái việc vay siêu nhanh này nó giống như cái việc là ngân hàng cấp cho bạn một cái hạn mức thấu chi, giống hệt như thế. Và khi bạn rút tiền thì sẽ không bị mất phí, nhưng mà bạn sẽ bị mất một cái khoản lãi. Đó, khoản lãi ngay kể từ ngày rút, và cái lãi suất là 23.9%, cũng khá là cao. Tuy nhiên nếu mà bạn dùng một ngày, 2 ngày, 3 ngày hoặc 5 ngày thì cũng không đáng kể đó, và bạn có thể là sử dụng để mà cân đối cái dòng tiền của mình. Và đôi khi thì nếu mà bạn vay vốn buổi sáng và bạn có thể là trả nợ buổi chiều thì bạn không mất một đồng lãi nào đó. Thế thì mình cũng hay dùng cái chức năng này, bởi vì nhiều khi là buổi sáng thì tiền chưa về thì mình sẽ rút mình trả nợ ngân hàng chẳng hạn, hay mình trả các cái khoản nợ mà đến hạn đấy, các khoản thanh toán phải đến hạn, và buổi chiều thì là mình có tiền về thì mình sẽ thực hiện là trả tiền lại cái thẻ tín dụng này đó. Và cái việc mà vay vốn này rồi trả nợ thì hoàn toàn là được sử dụng trên app của MB Bank, và cái việc mà đăng ký cái app của MB Bank cũng rất là dễ. Bây giờ thì bạn sẽ hoàn toàn có thể là đăng ký online được và không phải đến quầy giao dịch của ngân hàng để đăng ký. Bạn có thể là xem hướng dẫn ở dưới cái video này. Đó, mình có chia sẻ về cái cách để mà bạn đăng ký cái app của MB Bank để sử dụng cái chiếc thẻ tín dụng này trong cái việc là rút tiền này. Đó, rút tiền siêu nhanh và không bị mất phí. Đó. Và đây là một trong những cái tính năng mà nổi bật đấy, nổi bật nhất, và mình cho rằng khá là hữu ích đối với những người mà hay cần tiền để mà thực hiện thanh toán nợ hay là hoạt động kinh doanh đấy, trong ngắn ngày đó, giống như một cái khoản thấu chi đó. Thế thì để mà đăng ký được cái thẻ tín dụng này thì bạn có thể là thực hiện đến các quầy giao dịch của ngân hàng, hoặc là đăng ký online trên cái web của ngân hàng quân đội MB Bank. Và mình thấy rằng là để đăng ký được cái thẻ này cũng không khó đâu. Đấy, bạn có thể là dùng lương của mình, hoặc là dùng chiếc cái sổ tiết kiệm này, hoặc là bạn có thể dùng một cái thẻ tín dụng khác. Đấy, một thẻ tín dụng khác mà ngân hàng quân đội chấp nhận. Ví dụ như là trước đây mình dùng cái thẻ của Standard Chartered hoặc của Citibank để mình là sang ngang đấy, sang ngang thẻ, thì mình có được một cái thẻ Platinum đó như thế này đấy. Cái số tiền mà bạn vay được sẽ là tối thiểu là 5 triệu đồng đấy, và cái khoản thanh toán của bạn sẽ thanh toán ngay lập tức, hoặc là thanh toán cùng với cái kỳ sao kê của thẻ tín dụng đấy. Thì đấy là mình vài cái tính năng mình chia sẻ thêm. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái hình thức vay siêu nhanh trực tuyến trên app của MB Bank
Đây là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời để các bạn có thể dễ hình dung được cách thức mình vay siêu nhanh như thế nào. Đây là màn hình trang chủ. Bạn sẽ vào phần vay trực tuyến nhé. Đó, xong bạn sẽ vào phần tạo khoản vay này. Đó, chúng ta sẽ chọn là vay siêu nhanh này. Số tiền đề nghị vay tối thiểu sẽ là 5 triệu bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tìm kiếm các cái khoản vay phù hợp. Đó, bạn có thể thấy đúng không ạ? Bạn có thể vay siêu nhanh bằng tiền gửi tiết kiệm này. Đấy, bạn có thể vay siêu nhanh bằng thẻ tín dụng này. Bạn có thể đăng ký vay không tài sản đảm bảo. Đó. Thế thì bây giờ mình sẽ chia sẻ về cái vay siêu nhanh từ thẻ tín dụng. Đấy, mình sẽ chọn vay siêu nhanh này tín dụng. Đấy, sẽ hiện cái thẻ tín dụng ngay cho mình này. Bạn có thể nhìn thấy đúng không? Lãi suất là 23.9% nhé. Tiền sẽ về cái tài khoản thanh toán của mình. Đó, mình ấn tiếp tục này. Bạn lưu ý là cái việc bổ sung thông tin. Ví dụ bạn đã có vợ chồng thì bạn chọn là có nhé, hoặc bạn nếu bạn chưa có thì bạn chọn là không. Đấy, còn những người thân của bạn nữa tại MB. Nếu mà bạn có những người thân ví dụ như bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ chồng hay mẹ vợ chồng, anh chị em ruột, anh chị em vợ chồng hoặc con đẻ thì bạn cũng sẽ nhập vào đấy, thông tin vào đó. Nếu bạn không có thì bạn chọn là không. Bạn ấn tiếp tục này. Nếu mà bạn quen ai có mã số AIM hoặc là số điện thoại của AIM giới thiệu cho bạn thì bạn sẽ nhập vào đây. Còn nếu không thì bạn sẽ ấn bỏ qua. Đó, rất đơn giản đúng không ạ? Đây là các cái điều kiện và điều khoản mà bạn cần phải nắm rõ. Đấy, khoản vay này thì sẽ phục vụ cho hoạt động thanh toán tiêu dùng cá nhân hoặc là gia đình. Đấy, sử dụng hạn mức thấu chi đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi đúng thời hạn, tuân thủ các điều khoản và điều kiện cho vay, các quy định khác liên quan đến khoản vay, nguồn thu nhập của khách hàng thì đủ trả nợ cho khoản vay. Đấy, xong bạn sẽ chọn tôi đã đọc. Ok, vậy là bạn đã hoàn thành. Bây giờ là toàn bộ cái thông tin của bạn thì bạn sẽ phải thực hiện là ký hợp đồng. Đó, bạn sẽ đồng ý và bạn sẽ ấn xác nhận này. Bây giờ bạn chỉ cần nhập cái mã OTP của bạn vào là bạn có thể là vay được luôn, và cái hợp đồng tín dụng sẽ được gửi về email cho bạn. Tiền của bạn sẽ được chuyển về cái tài khoản thanh toán của bạn. Vậy là bạn sẽ hoàn thành cái việc vay vốn chỉ trong vòng 1 phút, rất là đơn giản. Sau khi mà bạn vay rồi thì nếu mà trong trường hợp bạn có tiền, trong ngày bạn có tiền thì bạn có thể trả ngay và bạn không phải chịu lãi, hoặc là lúc nào bạn có tiền thì bạn có thể trả. Thì cái việc trả nợ thì cũng rất là đơn giản. Bạn chỉ cần chuyển tiền về cái tài khoản thanh toán của bạn. Đó, chuyển tiền về tài khoản thanh toán của bạn. Sau đó thì bạn sẽ thực hiện là vào cái chuyên mục là dịch vụ thẻ để trả nợ nhé. Đó, đây ạ. Bạn sẽ trả nợ thẻ tín dụng của bạn ở đây. Bạn thấy dễ không? Đó, ví dụ như bạn nhập số tiền nhé, mình trả, ví dụ thế, trả nợ thẻ tín dụng. Mình ấn tiếp tục này. Ok, đơn giản không ạ? Đó, rất là dễ. Bạn chỉ cần nhập mã OTP vào là xong. Thì tiền của bạn sẽ được khấu trừ trên thẻ tín dụng khoảng trong vòng 2-3 tiếng. Vừa rồi là mình vừa mới chia sẻ cái trải nghiệm của mình về chiếc thẻ tín dụng và vay siêu nhanh từ chiếc thẻ tín dụng. Đây là một cái tính năng khá là ưu việt ở trên thị trường, và mình cho rằng nó khá là hữu ích đối với những người mà luôn có những cái khoản đầu tư hay những khoản hoạt động kinh doanh mà cần những cái khoản tiền mà bất chợt để mà thanh toán cho các cái mục đích của mình. Và mình chúc các bạn sẽ có những cái trải nghiệm tuyệt vời nhất khi mà có được cái chiếc thẻ Visa của MB và sử dụng.
chiếc thẻ tín dụng này để mà thực hiện cho các cái mục tiêu về quản lý dòng tiền cho mình. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.